À, kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa quý thầy cô và quý đồng nghiệp, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng gặp những bệnh nhân hen mà mặc dù chúng ta đã điều trị tối đa với ICS LABA, bệnh nhân tuân thủ tốt, tránh yếu tố khởi phát tốt, sử dụng dụng cụ đúng. Tuy nhiên, tình trạng hen vẫn không kiểm soát được. Bệnh nhân vẫn có những đợt cấp, thậm chí đợt cấp nhập viện và đe dọa tính mạng. Trước những tình huống này, một câu hỏi đặt ra nữa là chúng ta có thể thêm vào những biện pháp điều trị để giúp cho bệnh nhân đạt được kiểm soát hen tốt hơn hay không? Và thuốc sinh học có thể là một lựa chọn trong tình huống này. Cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi cơ hội để trình bày với quý đồng nghiệp về điều trị sinh học trong hen hiện tại và tương lai. Phần trình bày của tôi sẽ gồm có 3 phần: hen không kiểm soát và hen nặng, vai trò thuốc sinh học trong điều trị hen và tương lai nào cho thuốc sinh học. Về phần thứ nhất là hen không kiểm soát và hen nặng. Khi điều trị hen thì chúng ta phải lưu ý mục tiêu điều trị hen của chúng ta là gì. Mục tiêu điều trị hen của chúng ta gồm có 2 thành tố. Thứ nhất là phải kiểm soát tốt các triệu chứng và thứ hai phải giảm thiểu nguy cơ tương lai cho người bệnh. Đó là tử vong do hen, các đợt cấp, tắc nghẽn luồng khí dai dẳng và tác dụng phụ của điều trị. Có nhiều định nghĩa về hen không kiểm soát, nhưng tôi xin lấy định nghĩa hen không kiểm soát theo Gina bởi vì nó rất là thân thuộc đối với chúng ta. Hen không kiểm soát bao gồm một hoặc là hai tiêu chuẩn. Bệnh nhân kiểm soát triệu chứng kém, có nhiều triệu chứng, dùng thuốc cắt cơn thường xuyên, hạn chế hoạt động vì hen, thức giấc do hen. Và có đợt cấp thường xuyên là từ hai đợt cấp trong năm cần dùng ICS, cần dùng corticosteroid từng toàn thân. Và có từ một đợt cấp trong năm cần nhập viện. Về thuật ngữ thì chúng ta có những thuật ngữ là hen không kiểm soát tôi đã trình bày rồi. Và hen khó điều trị là hen không kiểm soát dù đã điều trị thuốc dự phòng tối ưu. Và có những yếu tố góp phần như chẩn đoán hay kỹ thuật hít không đúng, tuân thủ kém, bệnh đồng mắt. Và một cái nữa đó là hen nặng. Hen nặng đây là thực sự là hen nặng. Là hen không kiểm soát được dù đã điều trị tối ưu và điều trị luôn cả những yếu tố góp phần hoặc bệnh nặng hơn khi chúng ta giảm liều điều trị cao. Tỷ lệ hen khó trị và hen nặng ở người lớn thì như thế nào? Chúng ta có thể thấy ở đây là hen mà cần điều trị bậc cao á, thì chiếm khoảng 24% trong dân số chung. Hen khó trị chiếm 17% và hen nặng nó chỉ chiếm 3,7% mà thôi. Tuy chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng mà nó ảnh hưởng rất lớn đến gánh nặng sức khỏe cho người bệnh cũng như là tiêu tốn nguồn lực cho xã hội. Và nó là đối tượng để những cái thuốc sinh học nhắm tới. Về thuật ngữ thì chúng ta sẽ có những thuật ngữ như phenotype, endotype và biomarker. Để quý đồng nghiệp có thể dễ dàng tra cứu tài liệu thì tôi xin không dịch tiếng Việt những từ này. Phenotype là các đặc điểm có thể quan sát được của bệnh như hình thái, sự phát triển, đặc tính sinh hóa, sinh lý hoặc hành vi. Còn endotype là một phân nhóm của bệnh được xác định về mặt chức năng và bệnh lý bởi một cơ chế phân tử riêng biệt hoặc bởi đáp ứng điều trị riêng biệt. Còn biomarker đó là một đặc tính đo lường được như là một chỉ số của quá trình sinh học bình thường, quá trình sinh bệnh hoặc đáp ứng với một can thiệp. Ở đây chúng ta sẽ đánh giá phenotype của hen như thế nào thì có một cái lược đồ rất là nổi tiếng của Wenzel. Đó là chúng ta sẽ chia ra hen làm TH2 và không TH2, có nghĩa viêm tiếp 2 cao và không viêm tiếp 2 á. Thì chúng ta sẽ có, đối với TH2 cao thì chúng ta sẽ có là hen dị ứng, hen liên quan tới gắng sức, hen khởi phát muộn, tăng eosinophil. Đối với không TH2 thì chúng ta sẽ có hen khởi phát rất muộn ở phụ nữ, hen liên quan tới béo phì, hen liên quan tới neutrophil và hút thuốc lá, hen ít tế bào liên quan tới cơ trơn. Về cơ chế và đặc điểm bệnh học miễn dịch của hen thì đây là khá là phức tạp. Tuy nhiên nó liên quan tới nhiều cái con đường viêm, nhiều cái tế bào viêm, nhiều cái cytokine khác nhau. Để đơn giản, chúng ta sẽ chia làm 3 phần chính. Thứ nhất là hen tăng tế bào ái toan. Thì trong hen tăng tế bào ái toan, chúng ta sẽ có là viêm tế bào ái toan mà là dị ứng. Thứ hai là viêm tế bào ái toan không dị ứng. Một kiểu hen nữa là hen không tăng tế bào ái toan. Ở phần này, chúng ta sẽ có là hen không tế bào hay là ít tế bào. Và hen viêm neutrophil liên quan đến tiếp 1 và tiếp 17. Và nhóm thứ ba đó là hen với hỗn hợp tế bào. Về biomarker của viêm tiếp 2 thường sử dụng thì chúng ta sẽ sử dụng những cái biomarker nào thì đó là IgE, đó là tế bào ái toan trong máu hoặc là trong đờm.
đó là FeNO, đó là ferritin. Và thường nhất chúng ta sẽ sử dụng IgE, eosinophil cũng như là FeNO. Còn ferritin thì thường trong nghiên cứu người ta sử dụng nhiều hơn. Gina định nghĩa hen viêm tiếp 2 là như thế nào? Gina nói với chúng ta rằng khả năng bệnh nhân của chúng ta sẽ viêm tiếp 2 nếu bệnh nhân có bất kỳ những dấu hiệu nào sau đây khi đang dùng ICS liều cao hoặc đang sử dụng corticosteroid đường uống hàng ngày. Đó là bạch cầu ái toan trong máu từ 150 con trên microlit và hoặc FeNO là từ 20 ppb và hoặc bạch cầu ái toan trong đờm trên 2% và hoặc hen do tác nhân gây dị ứng trên lâm sàng. Tôi đi qua phần thứ hai là vai trò thuốc sinh học trong điều trị hen. Trước tiên đi vào vai trò thuốc sinh học trong điều trị hen, chúng ta sẽ phải đánh giá và điều trị hen khó trị và hen nặng. Thì ở đây tôi theo hướng dẫn của Gina. Gina hướng dẫn cho chúng ta là có 3 bước lớn, 8 bước nhỏ và rất là nhiều bước nhỏ khác nữa. Thì bước thứ nhất chúng ta sẽ là điều tra và quản lý hen khó trị. Nghe từ điều tra thì có vẻ hơi trầm trọng. Tuy nhiên, đối với những bệnh nhân đã là hen khó trị và hen nặng thì đúng là chúng ta phải rất là cẩn thận, rất là kỹ lưỡng, y như chúng ta tiến hành một cuộc điều tra vậy. Phần thứ hai là đánh giá và điều trị theo phenotype hen nặng. Và phần thứ ba chúng ta là quản lý và theo dõi điều trị hen nặng. Về điều tra và quản lý hen khó trị thì trước tiên chúng ta sẽ phải xác định chẩn đoán. Xem đây có thực sự là hen hay không hay là những cái bệnh tương tự như hen. Thứ hai là chúng ta phải tìm kiếm các yếu tố góp phần. Thứ ba là chúng ta phải đánh giá và tối ưu quản lý hen. Và thứ tư là đánh giá đáp ứng sau 3 tới 6 tháng. Thì có rất là nhiều việc chúng ta phải làm trong cái bước này. Đặc biệt là chúng ta phải tìm kiếm các yếu tố góp phần. Những yếu tố đó có thể là bệnh đồng mắc chúng ta chưa kiểm soát tốt. Có thể là bệnh nhân có sử dụng thuốc sai hoặc bệnh nhân không tránh yếu tố khởi phát. Có rất là nhiều việc chúng ta phải kiểm tra trong cái giai đoạn này. Và tới bước thứ hai chúng ta là đánh giá và điều trị theo phenotype hen nặng. Lúc này chúng ta đã phải đánh giá được phenotype rồi. Thứ nhất là chúng ta sẽ đánh giá phenotype hen nặng và các yếu tố góp phần. Lúc này chúng ta sẽ đánh giá kiểu hình viêm tiếp 2 hay không phải tiếp 2. Còn nếu không có bằng chứng của viêm tiếp 2 thì chúng ta sẽ chọn lựa không sinh học. Cái này là đương nhiên rồi ha, tại vì không có bằng chứng của viêm tiếp 2 mà. Còn sẽ các lựa chọn không sinh học nếu có bằng chứng của viêm tiếp 2. Cái này chúng ta có thể thấy hơi ngược ngược một chút. Đã lựa chọn không sinh học mà đã nếu có bằng chứng của viêm tiếp 2 thì thực ra trong hướng dẫn của Gina cũng nói cho chúng ta trước khi mà chúng ta lựa chọn không sinh học á, chúng ta phải xem xét tới những các biện pháp không sinh học trước. Bởi vì cái điều trị sinh học thì thực ra nó cũng khá là tốn kém và cái tiêu chuẩn bệnh nhân của chúng ta cũng phải có một số tiêu chuẩn chúng ta mới sử dụng thuốc sinh học được. Và bước tiếp nữa sau khi qua bước 6A chúng ta sẽ bước qua bước 6B, đó là xem xét điều trị bổ sung nhóm viêm tiếp 2. Và bước 3 lớn là chúng ta phải quản lý và theo dõi điều trị hen nặng. Lúc này chúng ta sẽ xem lại đáp ứng và gợi ý những cái điều trị tiếp theo cho người bệnh và tiếp tục chăm sóc tối ưu cho người bệnh. Vậy thì thuốc sinh học nó sẽ nằm ở đâu trong hướng dẫn của Gina? Gina hướng dẫn chúng ta là chúng ta sẽ lựa chọn điều trị kiểm soát ban đầu ở người lớn và thanh thiếu niên được chẩn đoán hen. Thì trong cái bước điều trị 5 á, là bước cuối cùng của nấc thang điều trị thì sẽ cho có vai trò của thuốc sinh học ở đây. Còn trong cái bước tiếp theo là khi chúng ta quản lý cá nhân cho người lớn và thanh thiếu niên để kiểm soát triệu chứng cũng như là giảm nguy cơ tương lai cho người bệnh thì thuốc sinh học cũng nằm ở bước 5 trong cái nấc thang điều trị của chúng ta. Ở đây chúng ta sẽ đi tới endotype hen và vị trí tác động của thuốc sinh học. Đây là một phần rất là quan trọng bởi vì nó sẽ giải thích cho chúng ta là thuốc sinh học của chúng ta sẽ nhắm những cái mục tiêu nào. Chúng ta sẽ có là hen nặng, tiếp 2 cao và tiếp 2 thấp. Trong tiếp 2 cao thì chúng ta sẽ có những cái mục tiêu tác động. Ví dụ như là IgE, chúng ta sẽ có omalizumab. Tế bào ái toan cao với những cái cytokine khác nhau như là interleukin 5, chúng ta sẽ có thuốc là mepolizumab, benralizumab. Interleukin 13, chúng ta sẽ có thuốc và interleukin 4, chúng ta sẽ có thuốc là dupilumab. Đối với TSLP, chúng ta sẽ có thuốc tezepelumab. Đối với hen tiếp 2 thấp thì chúng ta sẽ có những tế bào liên quan, ví dụ như bạch cầu đa nhân trung tính, chúng ta sẽ có những interleukin 17, thì chúng ta sẽ có thuốc prodalumab. Prodalumab đã được FDA chấp thuận cho điều trị bệnh vẩy nến, nhưng mà đối với hen thì chưa.
Ngoài ra chúng ta còn có những cái loại như là hen ít tế bào thì chúng ta vẫn có những thuốc sinh học. Nói chung là đối với những cái hen mà type 2 thấp thì chúng ta có ít lựa chọn hơn. Bởi vì chúng ta một số thuốc thì đang được nghiên cứu, một số thuốc thì chỉ chấp nhận trong những bệnh lý khác mà không phải là hen. Chúng ta còn những cái cytokine khác, ví dụ interleukin 25, interleukin 33. Chúng ta để ý thấy những cái cytokine này nó ở tầng trên cùng của dòng thắt viêm và chúng gọi chung là alarmin. Những cái alarmin này có vai trò rất là quan trọng và chúng ta sẽ quay trở lại với những cái slide tiếp theo ở gần cuối bài, có nghĩa là những slide nói về tương lai nào cho thuốc sinh học. Vậy thì khi thêm thuốc sinh học cho bệnh nhân hen nặng chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì chắc chắn trước tiên chúng ta sẽ phải xem xét bệnh nhân này có đủ điều kiện để sử dụng thuốc sinh học hay không. Theo những cái bước tôi đã trình bày, 3 bước lớn, 8 bước nhỏ, vân vân. Và lúc đó chúng ta sẽ xem xét thuốc sinh học nào để bắt đầu. Bệnh nhân đủ điều kiện rồi, nhưng mà thuốc sinh học nào phù hợp để bắt đầu cho bệnh nhân của chúng ta? Đầu tiên chúng ta sẽ xem xét đến kháng IgE. Thì chúng ta phải trả lời câu hỏi là nó có thích hợp cho hen nặng, hen dị ứng nặng hay không? Với test lấy da dương tính hay IgE đặc hiệu, IgE toàn phần và cân nặng trong khung liều, đợt cấp trong năm qua. Nếu mà không thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi tiếp với kháng interleukin 5 hoặc là thụ thể của nó là có thích hợp cho hen tăng bạch cầu ái toan nặng hay không. Chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi như đợt cấp trong năm qua bạch cầu ái toan trong máu ở mức độ nào, từ 150 con hay là trên 350 con, trên 300 con trên microlit. Và nếu không nữa thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi là chúng ta sẽ hướng tới sử dụng có thích hợp cho sử dụng với kháng interleukin 4 hay thụ thể của nó hay không, là chúng ta sẽ trả lời câu hỏi là có thích hợp cho hen tăng bạch cầu ái toan nặng hay type 2 hay không, có đợt cấp trong năm qua bạch cầu ái toan trong máu trên 150 hay là FeNO trên 25 ppb, hay là bệnh nhân cần dùng corticosteroid đường toàn thân. Đó là chúng ta đã đi qua những cái câu hỏi để coi bệnh nhân của chúng ta có phù hợp với thuốc sinh học hay không. Và chúng ta cũng để ý là những cái thuốc sinh học này không những điều trị hen mà nó còn điều trị cả những bệnh đồng hắc hen nữa. Ở đây thường là những bệnh dị ứng, ví dụ như là dị ứng mày đay, viêm mũi xoang, dị ứng tăng bạch cầu ái toan, viêm da cơ địa, vân vân. Tùy theo loại thuốc sinh học nào thì chúng ta có thể kết hợp điều trị những cái bệnh đồng mắc đó của hen. Một trong những câu hỏi đặt ra nữa là khi sử dụng thuốc sinh học được FDA chấp thuận để điều trị hen dai dẳng trung bình nặng và viêm type 2 thì chúng ta muốn đạt được những mục tiêu gì? Thì đây chúng ta thấy là những cái thuốc sinh học này đã được FDA chấp thuận và nó chủ yếu là sẽ là kháng IgE, kháng interleukin 4, 13 và 5. Thì chúng ta thấy là những cái mục tiêu tác động của chúng ta là đợt cấp hen, là chức năng phổi, là giảm sử dụng corticoid. Thì chúng ta thấy là những cái thuốc sinh học này đối với đợt cấp hen thì nó đều giảm được là từ 25 cho tới 70%. Đối với chức năng phổi thì nó đều cải thiện được chức năng phổi cho bệnh nhân. Đa số là đều cải thiện hết ở một mức độ khác nhau. Và đối với việc giảm sử dụng corticoid toàn thân cũng như là ICS, chúng ta thấy đều giảm được từ 14 cho tới 50%. Vậy thì điều trị thuốc sinh học chúng ta sẽ kéo dài bao lâu? Thông thường thì chúng ta sẽ cần từ 3 tới 6 tháng trước khi đánh giá là có đáp ứng. Đối với omalizumab là một cái kháng IgE thì thời gian điều trị cho tới ngày hôm nay vẫn chưa thật sự rõ ràng và một số bệnh nhân sẽ cần nhiều thời gian hơn để đánh giá đáp ứng. Còn nếu không cải thiện sau khung thời gian này thì việc tiếp tục thường sẽ không hiệu quả. Đối với kháng interleukin 5 nên tiếp tục nếu bệnh nhân có đáp ứng. Còn ví dụ như mepolizumab thì bạch cầu ái toan sẽ tăng 12 tuần sau khi chúng ta ngưng thuốc thì bạch cầu ái toan sẽ tăng trở lại. Tôi xin trình bày rõ hơn về omalizumab bởi vì thuốc này đã có ở thị trường Việt Nam. Đây là kháng thể đơn dòng tái tổ hợp người kháng IgE được chỉ định cho hen không kiểm soát trung bình nặng trên 6 tuổi và không kiểm soát đủ với ICS. Mức IgE trước điều trị là 30 cho tới 700 UI ml ở bệnh nhân trên 12 tuổi, dạng tiêm dưới da và liều phụ thuộc cân nặng cũng như là IgE toàn bộ trong huyết thanh. Tôi xin qua phần cuối cùng, đó là tương lai nào cho thuốc sinh học. Chúng ta quay trở lại với những cái alarmin. Đây là những cái cytokine mà ở tầng trên cùng của dòng thắt viêm, nó bao gồm interleukin 25, TSLP là một cái lipoprotein của mô đệm tuyến ức và IL33
mà tôi đã trình bày với quý đồng nghiệp những cái cytokine này trong cái slide endothelium và vị trí tác động của các thuốc sinh học á. Nó ở tầng trên cùng của dòng thác viêm nè. Dưới sự tác động của môi trường, những cái yếu tố độc hại trong môi trường thì tế bào biểu mô của chúng ta sẽ tiết ra những cái cytokine ơlapin này và nó sẽ tác động lên, nó gây ra đáp ứng miễn dịch của cả hai hệ thống miễn dịch bẩm sinh cũng như là thích ứng của chúng ta liên quan tới nhiều tế bào và nó sẽ tiết ra một lượng lớn những cái cytokine cũng như là immunoglobulin miễn dịch. Ở đây là một cái ví dụ về TSLP trên những con đường hen. Ở đây chúng ta có thể thấy là hen dị ứng nè, hen tăng tế bào ái toan, hen tăng neutrophil và hen không tế bào thì TSLP nó đều tác động tới qua rất là nhiều những cái tế bào, rất là nhiều những cái cytokine. Và đối với hen mà không tế bào thì TSLP nó sẽ làm trung gian truyền tín hiệu phức tạp liên quan đến các yếu tố tế bào gây viêm và tế bào cấu trúc đường thở. Chính vì vị trí ở tầng trên cùng của dòng thác viêm và nó có ảnh hưởng rất là nhiều tới sinh bệnh học của hen, cho nên cái hướng điều trị là kháng những cái ơlamin này nó sẽ là một cái hướng rất là hứa hẹn trong nghiên cứu ra những cái thuốc sinh học của chúng ta. Và thực tế là chúng ta đã thấy là các tác giả đã tập trung vào nghiên cứu theo hướng này với những cái mục tiêu như là TSLP và những cái mục tiêu khác như là IL-33, IL-25 và trong đó có những thuốc là đã được FDA chấp thuận. Ở đây là một ví dụ của kháng TSLP. TSLP trong nghiên cứu của Coren thì đã chứng minh được rằng ở những cái mức liều khác nhau là liều thấp, liều trung bình hay liều cao, thể hiện bằng những cái màu sắc ở phía dưới so với placebo thì tezepelumab ở các mức liều khác nhau đều giảm được nồng độ FeNO cho bệnh nhân, là giảm viêm đường thở cho bệnh nhân á. Còn đối với đợt cấp thì như thế nào? Đối với đợt cấp thì TSLP, kháng TSLP là tezepelumab thì đều giảm được đợt cấp cho bệnh nhân so với placebo. Chúng ta thấy là những cái mức liều khác nhau thể hiện bằng màu sắc khác nhau ở đây nè. Chúng ta thấy là giảm rất là rõ rệt đợt cấp so với placebo. Mà một điểm rất là thú vị là nó lại độc lập với tình trạng viêm ban đầu của bệnh nhân. Cho dù là bạch cầu ái toan của bệnh nhân như thế nào, cho dù là FeNO của bệnh nhân như thế nào, TH2 của bệnh nhân như thế nào, thì nó đều giảm được đợt cấp. Nó chúng ta thấy là sẽ khác với kháng IgE omalizumab, đòi hỏi chúng ta phải có một cái nồng độ IgE như thế nào. Nó sẽ khác với những cái kháng interleukin 5, 4 hay 13, thì đòi hỏi chúng ta phải có bạch cầu ái toan ở mức độ nào. Còn đối với kháng TSLP thì nó bất chấp. Chính vì thế là thuốc kháng TSLP này nó sẽ là hy vọng là thuốc sinh học mới và giúp bệnh nhân đạt được sự thuyên giảm hoàn toàn giống như là những cái thuốc sinh học mà chúng ta đang điều trị cho bệnh nhân viêm khớp dạng thấp vậy đó. Và do những tác động tích cực của tezepelumab trên hen cho nên nó đã được FDA ưu tiên phê duyệt và thuốc sẽ được đưa ra sử dụng vào đầu năm sau. Đây là một tín hiệu rất là tốt cho bệnh nhân hen của chúng ta. Một cái tiềm năng khác nữa cũng là kháng TSLP nhưng mà dạng HIT trong điều trị hen thì chúng ta biết rằng những cái thuốc sinh học của chúng ta hiện nay đang sử dụng đường tiêm dưới da thì chúng ta thấy đây là thuốc vẫn còn là mã số CSG117, tuy nhiên thuốc này cũng đã được đưa ra báo cáo ở một số hội nghị quốc tế và người ta hy vọng rằng nếu mà chúng ta sử dụng đường HIT sẽ đạt nồng độ ở đường thở cao hơn, từ đó sẽ giúp ích cho bệnh nhân nhiều hơn cũng như là giảm được những tác dụng phụ toàn thân cho bệnh nhân. Chúng ta vẫn có những cái mục tiêu chúng ta hướng tới, những mục tiêu chúng ta đã chinh phục rồi và những mục tiêu chúng ta đang cần phải chinh phục với thuốc sinh học á, những cái thuốc sinh học hướng tới thì chúng ta thấy là có những cái thuốc sinh học mà chúng ta đã được FDA công nhận nằm ở cái khu này và có những cái thuốc liên quan đến TH2 thấp á, thì vẫn con đường vẫn còn khá là gian nan, chúng ta thấy có những mục tiêu chúng ta chưa chinh phục được, ví dụ IL-17 và IL-17A. Và đối với những cái TH2 cao thì chúng ta cũng có những cái mục tiêu ví dụ IL-33, IL-33 ở những cái thuốc liên quan đến IL-33. Và đối với TSLP thì chúng ta đã có những cái thuốc được FDA phê duyệt rồi, nó tác động lên cả hen mà TH2 cao và hen TH2 thấp. Một câu hỏi đặt ra nữa là khi sử dụng thuốc sinh học cho bệnh nhân hen thì chúng ta phải trả lời những câu hỏi nào? Đó là chúng ta sẽ sử dụng thuốc sinh học cho bệnh nhân nào, với thuốc sinh học nào và chúng ta muốn đạt được kết quả gì, kết quả sẽ ra sao với điều trị của chúng ta.
Thời gian tối ưu là bao lâu và giá thành như thế nào? Đây cũng là vấn đề mà chúng ta cũng phải theo dõi, chúng ta cũng phải cân nhắc, bởi vì thuốc sinh học thì thường cái giá khá là đắt. Và thuốc sinh học rồi nhưng mà nó có đạt được thuyên giảm hoàn toàn cho bệnh nhân hay không? Và tính an toàn khi chúng ta sử dụng lâu dài và có tái phát khi ngừng thuốc hay không? Để kết luận cho phần trình bày này thì tôi có những kết luận như sau. Thứ nhất là thuốc sinh học là thành phần quan trọng trong điều trị hen nặng không kiểm soát với điều trị thông thường. Thứ hai là chúng ta phải xác định kiểu hình hen phù hợp khi chọn lựa thuốc sinh học. Và thứ ba là những cái thuốc sinh học mới có tiềm năng đạt được thuyên giảm hoàn toàn cho bệnh nhân. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và quý đồng nghiệp.